Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và tiếp sau đây thì cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu Chery. Đó, xin phép mọi người là được đi sơ dàn ngoài trước mọi người nhá. Đó, xe là xe của máy tinh. Đó, ốc tán, nói chung là chi tiết con này khá là nét cho mọi người nhá. Đó, cửa hàng thì có rất chi là nhiều màu luôn mọi người ạ. Đó, phối màu đời cao. Đó, vào phần chi tiết luôn mọi người ạ. Đó, làm rất chi là nét luôn, từ lốc máy này. Đó, máy móc này. Đó, có chữ Việt Thái luôn mọi người nhá, Việt Thái này. Đó, Việt Thái rõ ràng luôn. Đó, xe Việt Thái làm rất chi là uy tín mọi người nhá. Đó, lốp máy này, xe cực kỳ là leng keng luôn, xe mới tinh thì không cần phải chê điểm nào đâu mọi người ạ. Đó, lốp máy này, nó làm rất chi là đẹp luôn. Đó, bô, quả bô rất chi là nhỏ nhắn luôn mọi người nhá. Lốp là lốp không xăm, lốp không xăm. Đó, lốp không xăm này. Đó, lốp rất chi là to luôn, thuộc Oxford mọi người nhá. Xi nhan vuông này, đèn vuông này. Đó, Charlie hồi xưa thì là đèn tròn mọi người nhá. Có rổ này. Đó, dòng này thì thích hợp cho các con em đi học và người già lớn tuổi mọi người nhá. Đó, đi khá là khỏe luôn, dòng này đi rất chi là tiết kiệm xăng mọi người nhá. Đó, với phân khúc chỉ có 50 phân khối thôi. Đó, xe đời cao luôn mọi người ạ. Đó, xe chưa có bình, chưa lắp bánh, chưa được xăng. Anh chị em nhà mình mua xe về thì bên mình sẽ hỗ trợ mọi người có bình và lắp đặt, nói chung là căn chỉnh đầy đủ cho mọi người nhá. Đó, giá thành rất chi là rẻ luôn mọi người ạ, chỉ vài củ thôi là mọi người nhận được xe rồi nha mọi người nhá. Đó, anh chị em nhà mình nào mà ở xa không đến xem xe được trực tiếp thì có thể IB qua Zalo hộ mình với nhá. Đó, nếu bất cả mọi người không đến xem xe được thì mọi người có thể cọc cho bên mình một phần tiền, bên mình sẽ hỗ trợ mọi người ship về tận nơi nhá. Đó, cửa hàng có mua bán, có trao đổi, có ship xe toàn quốc, trung tâm cho anh chị em mình nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.